ép người yêu phá thai. Bố mẹ nhìn xem, con đâu cao không nè. Ồ, họ không có con nên nhận con nuôi phải không? Không phải là con nuôi đâu, con ruột của họ đó. Sao có thể thế? Cô chú ấy đều là người da trắng, còn con bé là người da đen mà. Hồi họ mới chuyển tới đây, ai cũng thắc mắc như vậy. Nhưng bố con bé giải thích cho nên con bé cũng có màu da khác với bố mẹ là thế. Kỳ cục thật đấy nhỉ. Tôi đoán rằng có gì bất thường ở đây rồi. Mẹ ơi! Ngẩng đầu lên con. Dạo gần đây con hay bị chảy máu cam. Có lẽ mình nên đưa con đi khám em ạ. Vâng, anh. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo con gái của anh chị bị bệnh máu trắng. Sao cơ ạ? Bệnh máu trắng ư? Anh chị hãy bình tĩnh. Bên này có thể chữa được nếu như tìm thấy người có tủy phù hợp để ghép cho cô bé. Vâng, hai vợ chồng chúng tôi sẽ làm xét nghiệm trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể kêu gọi họ hàng và bạn bè nữa. Mong rằng sẽ có kết quả tốt đẹp cho con bé. Rất tiếc, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả những người thân trong gia đình và cả bạn bè của hai vị đều không có ai có tủy phù hợp với cô bé hết. Thực ra, những người có cùng dòng máu là người có khả năng phù hợp là cao nhất rồi. Vậy mà... hay em nói thật với bác sĩ đi. Thưa bác sĩ, thật ra tôi không phải cha ruột của cô bé. Shanda, anh nghĩ là chỉ còn cách công khai sự thật. Chúng ta cần đưa thông tin lên mạng xã hội để cho cha ruột con bé biết tình hình. Chỉ cần anh ta quay lại, con bé sẽ có cơ hội được cứu sống. Em không muốn thế. Em đã chôn vùi quá khứ của mình. Nhưng con gái của chúng ta cần được cứu, em hiểu không? Nhưng anh ta không xứng đáng được gặp con bé. Em không muốn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa. Thôi nào Shanda, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Chúng ta phải làm mọi cách để cứu con bé. Con bé không phải con gái ruột của anh, nhưng anh yêu thương nó hơn chính bản thân của mình. Ở một thành phố khác. Chào em yêu. Ôi, anh đi làm về rồi hả? Hôm nay hai con đều đi dự lễ hội ở trường nên chỉ có chúng ta ăn tối với nhau thôi. À mà, hội phụ nữ đang có ý đề cử em vào vị trí lãnh đạo đó anh. Tốt mà, em nên nhận đi. Em cũng định như vậy á. Chồng em là một nghị sĩ, em cũng phải có một vị trí nào đó cho tương xứng chứ. Hôm nay mấy chị bên hội phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau về một cặp vợ chồng nọ đi tìm cha ruột cho con đó anh ạ. Ồ, thế à, chuyện đó thì có gì đâu. Hai vợ chồng chị ấy là người da trắng. Đứa con da đen của họ bị bệnh máu trắng, cần tìm tủy phù hợp để ghép. Họ thú nhận rằng người cha hiện tại không phải là cha ruột của đứa bé. Sao mẹ của đứa bé không biết cha ruột của con gái mình ở đâu mà phải đi tìm? Họ ly dị lâu rồi à? Không phải anh ạ. Trước đây người phụ nữ đó yêu một anh chàng da đen. Khi cô ấy có bầu thì anh chàng da đen đã ruồng bỏ cô ấy để lấy một người con gái khác, còn ép cô ấy bỏ cái thai đi. Nhưng cô ấy đã bí mật giữ đứa bé lại. Cái gì? Em nói sao? Người phụ nữ đi tìm cha cho con gái tên là gì? Cô ấy tên là... Shanda. Anh sao thế? Không, anh không sao. Trời ơi, cô bé còn sống, con gái mình còn sống ư? Ngày đó... Chắc, anh nói sao? Chúng ta sẽ không có đám cưới ư? Tại sao vậy? Gia đình anh không đồng ý. Nhưng còn cái thai trong bụng em thì sao? Con của chúng ta đang lớn lên từng ngày. Anh nghĩ em hãy bỏ đứa bé đi. Không!
Đó là con của chúng ta. Em không thể. Anh xin em, hãy bỏ đứa bé đi. Anh nói điều đó mà không cảm thấy tội lỗi hay sao? Nhưng nếu gia đình anh biết, họ sẽ từ anh. Em biết đấy, anh... Thôi được, tôi sẽ làm theo ý anh. Shanda, xong chưa? Tôi sẽ tự đi taxi về nhà. Mọi chuyện đã theo ý anh, và từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Vẫn không có hồi âm gì của Jack hả em? Vâng, em không tin kẻ hèn nhát đó dám lộ diện anh ạ. Nếu không vì con gái, em sẽ không gặp lại anh ta. Hồi đó... Shanda, lâu lắm không gặp, cậu đi mua đồ cho bé à? Ừ, Luca, mình sắp sinh rồi. Ờ, mà cậu có gặp Jack nữa không? Kể từ ngày anh ta đưa tớ tới bệnh viện, đã 8 tháng rồi, tớ không gặp lại nữa. Cậu đừng nói gì về đứa bé này nha. Ờ, mình biết rồi. Ờ, mà hôm nay anh ta cưới đó. Cưới cô gái mà gia đình họ sắp đặt. Nghe đâu bố cô gái đó là một quan chức có tầm cỡ. Mừng cho anh ta. Mình sẽ công khai mọi chuyện. Nhưng không được. Mình đang là một nghị sĩ, không thể để mọi người biết mình từng là một thằng hèn, chối bỏ đứa con của mình. Nhưng còn con gái mình, đó sẽ ra sao? Có chuyện gì phải không anh? Cả tuần nay em thấy anh đau đớn như thế này rồi. Anh có chuyện này muốn thú nhận cho em. Anh chính là cha ruột của đứa trẻ trong câu chuyện của người phụ nữ Shanda em kể hôm trước. Anh nói cái gì? Anh đã từng mắc sai lầm, suýt nữa giết chết chính con gái của mình. Giờ anh không thể mắc thêm một sai lầm nữa khi không cứu sống con bé. Anh đã không dám nói sự thật này với em suốt nhiều năm qua, nhưng anh đã phải sống chay dứt suốt quãng thời gian đó. Bây giờ anh định đứng ra nhận lỗi lầm hay sao? Mọi người sẽ dè biểu anh và gia đình của chúng ta. Anh biết, nhưng anh cần phải cứu con gái anh để chuộc lại lỗi lầm. Em hãy đồng ý với quyết định này của anh nha em. Anh xin em đó. Tôi cảm ơn anh đã cứu con gái chúng tôi. Bác sĩ nói can thiệp tủy rất thành công. Con bé đã tỉnh lại rồi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Cuối cùng thì anh đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm cho những lỗi lầm trong quá khứ và cứu con bé. Đừng tự dằn vặt mình nữa chắc à. Anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và tha thứ cho chính bản thân mình. Từ giờ anh có thể sống thanh thản suốt quãng đời còn lại rồi. Đại ca. Ôi trời, đúng là cuối tháng, việc ngập đầu ngập cổ, tối muộn thế này mới được về. Mà thật á, thôi về đi, mai là chủ nhật được nghỉ ngơi rồi. Mà đường về nhà cậu nhiều chỗ vắng lắm đó, đi lại cẩn thận chút nha. Ừ, tớ biết rồi, tạm biệt cậu nha. Mày đứng kiểu gì vậy? Trời tối rồi, cô em đi đâu một mình tới đây? Có cần các anh đi cùng không? Tôi đi đâu là việc của tôi. Các anh tránh ra cho tôi đi. Khổ chưa? Hôm qua đã bảo đi cẩn thận rồi mà. Thì tớ cũng có nghĩ là gặp cướp đâu. Cũng may là có người vừa đi tới, nên chúng chỉ giật túi xách của tớ thôi. Thế có nhìn thấy mặt chúng không để đi báo công an nữa? Không có, trời tối quá, tớ không có nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy chúng rất dữ tợn, xăm hình kín người, trông rất khủng khiếp.
Ôi, toàn là bọn giang hồ không à. Nhìn mấy cái hình xăm của chúng, tôi đã thấy sợ phát khiếp muốn tránh xa rồi. Thôi, coi như của đi thay người vậy. Dày với giới đại ca, giang hồ ấy sợ lắm. Cô Hạnh đúng thật là làm mối cho mình những mấy lần mà chả có lần nào thành công cả. Hy vọng lần này sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Mà lạ thật, con trai gì mà có hẹn lại đến muộn vậy chứ. Lần này chắc lại thất bại nữa rồi. Em có phải là Hoa không? Dạ đúng ạ. Anh là anh Hùng sao? Anh xin lỗi, đang định đến gặp em thì mấy đứa em nó lại gọi có việc gấp nên anh đến muộn. Em ngồi đi. Trông anh này cũng có vẻ được đấy. Em thông cảm nha, anh nóng quá. Anh xăm hình à? Ừ, anh xăm nhiều lắm. Hình xăm cũng giúp ích nhiều cho công việc của anh đấy. Anh là đại ca hả? Cũng không đến mức đó đâu em. Anh là chủ một văn phòng bất động sản, nhưng mấy đứa em cũng hay gọi anh là đại ca lắm. Đại ca, vừa em thấy thằng nhóc Khánh rẽ vào quán bên đường, tính sao đây đại ca? Cái thằng phản bội ấy nợ tiền anh nhiều mà lại trốn đi biệt tâm. Hai chú cứ ra trước đi, anh ra ngay. Cẩn thận không nó biết lại chạy trốn mất đấy. Dạ vâng, tụi em hiểu rồi. Đại ca ra nhanh nha. Em chào chị ạ. À. Hoa thông cảm cho anh. Anh lại có việc gấp rồi. Để khi khác anh hẹn gặp em nha. Anh thấy em rất có thiện cảm, anh rất muốn gặp em một lần nữa. Nhớ nghe điện thoại của anh nha. Anh đi trước đây. Sao cô mình lại làm mối một đại ca chính hiệu cho mình chứ? Ôi trời, sợ quá. Trong mấy hình xăm ấy, với thân hình lực lưỡng ấy, mình mà là vợ anh ta, có ngày anh ta đánh cho mình nhiều đòn ấy chứ. Mưa nắng bất chợt quá. Này, kia có phải gã đại ca của cậu không vậy? Em ơi, cà phê đá. Sao lại gặp ở đây chứ? Nhìn là tớ nhận ra ngay cái hình hôm nọ cậu cho xem. Trông cũng được đấy chứ, cao to, đẹp trai. Mà không, trong cái hình xăm gớm ghiếc kia kìa, lại còn là đại ca thế kia, thì chắc cũng không tử tế gì đâu cậu ơi. Anh ấy có gọi điện hẹn gặp mình tối nay, nhưng mình đang băn khoăn có nên đi hay là không. Nhìn anh ấy có vẻ giang hồ quá. Bà đang làm gì vậy? Cháu ơi, cháu mua giùm bà mấy tờ vé số đi cháu. Bà có biết bà đang hất hết nước mưa vào người khác không? Ôi trời ơi, bà xin lỗi. Tại trời mưa to quá, bà sợ ướt mấy tập vé số, cháu thông cảm cho bà. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đại ca giang hồ ấy trông dễ sợ lắm. Mình cứ theo dõi xem sao. Nếu lát nữa anh ta mà đánh hay là mắng bà lão kia, thì tụi mình xông ra, nói cho hắn một trận luôn. Chắc chắn cũng không đến nỗi ra tay đánh cả phụ nữ đâu ha. Ừ. Vé số ướt nhẹp thế này làm sao bà mua cho nổi chứ? Kiểu này có khi lại trấn cả tập vé số của bà lão ấy chứ. Bà cứ để cả tập vé số ở đây. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đúng thật là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu mà. Tớ với cậu xông ra nói cho hắn một trận, đâu ra có cái kiểu đối xử với người đáng tuổi bà của mình như vậy. Cậu cho bà xin lại tập vé số. Ở nhà bà còn một đứa con bị tật nguyền. Cậu mà lấy hết tập vé số này của bà thì hai mẹ con bà ăn cháo trừ bữa mất. Đúng là cháu sẽ lấy hết tập vé số này của bà, nhưng cháu sẽ trả tiền. Tiền vé số của bà đây. Hả? Những 500 ngàn sao? Bà bán từ sáng đến giờ nhưng mà không có tiền trả lại đâu. Cậu xem có tiền lẻ nào không thì đưa cho bà. Bà không cần trả lại đâu. Đây là tiền cháu mua hết đống vé số này. Cậu cho bà thật sao? Cậu thật là người tốt. À, còn nữa, bà đợi cháu. Bà cầm lấy bịch hoa quả này về ăn nha. Về bổ ra cho con của bà ăn nhé. Sao cậu không ăn mà lại mua nhiều quá thế? Lúc nãy trên đường đi, cháu gặp một ông già mù đang ngồi bán hoa quả. Cụ bảo mua giúp cụ. Từ sáng đến giờ cụ chưa bán được gì cả. Thế là cháu mua hết cho cụ, nhanh về tránh mưa. Cậu quả là một chàng trai có tấm lòng thương người. Có gì đâu bà, giúp người là giúp mình ấy mà. Mà thôi, hôm nay bán hết vé số rồi, bà có muốn về sớm không?
cháu sẽ chở bà về nhà, về sớm một hôm. Chắc con bà đang mong bà lắm đấy. Ôi, cậu quá là người biết nghĩ. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi không được về sớm với con của tôi. Được rồi, để cháu chở bà về. Yên tâm, cháu không lấy tiền xe ôm đâu. Nè, tụi mình đã đánh giá nhầm anh chàng ấy rồi. Thì ra, ngoài vẻ bặm trợn thế kia, nhưng trong lòng lại nhân từ đến như vậy. Ừ, đúng vậy. Đúng là chúng ta không thể nhìn bề ngoài để đánh giá tính cách của một con người được. Giờ thì mình đã hiểu được con người của anh ấy rồi. Tối nay có lẽ tớ sẽ đi gặp anh ấy. Chắc chắn tớ sẽ hiểu được nhiều hơn về con người anh ấy, Hồng ơi. Điều em lựa chọn. Em nhanh lên, còn đi kẻo muộn. Thì em cũng đang nhanh đây. Sao mà quê nhà anh lắm dỗ thế không biết. Vừa tuần trước dỗ rồi, tuần này lại dỗ nữa. Em hay thật, nhà em mà chẳng có dỗ chứ. Nhưng chẳng có nhà ai như nhà anh hết á, lúc nào cũng phải về đầy đủ. Thì ông bà cũng muốn nhân cái dỗ của các cụ, thì con cháu về sum họp cho đầm ấm, chứ có gì đâu em. Thật là phiền phức mà. Nếu em không muốn về thì thôi, sao cứ phải nặng lời như thế. Đúng đấy, em không muốn về. Cả tuần đi làm cũng mệt lắm rồi, có ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thì suốt ngày dỗ với chạp. Đã nói là em không về cũng được, đừng nói những lời khó nghe như thế. Em đã nói cái gì mà khó nghe hả? Em có nói sai câu nào đâu. Anh không nói là em sai, nhưng cách em nói... Cách em nói làm sao? Anh mới là người phải xem lại cách anh đang nói với em. Anh đang muốn chỉ trích em thế nọ thế kia với nhà anh chứ gì? Sao em về muộn thế? Đi liên hoan với đồng nghiệp thì cũng phải lựa giờ mà về chứ. Con thì còn nhỏ, nó khóc gọi mẹ suốt kìa. Anh thì đi với bạn suốt được, em thì lâu lâu mới đi một buổi. Thế mà anh đã cằn nhằn rồi hả? Anh không nói là em không được đi, anh chỉ nói là... Anh thử xem, anh đi được, còn em thì không được hả? Nhưng em biết con mình rồi đấy, tối đi ngủ cứ phải có mẹ. Mà em thì đi không biết giờ giấc gì. Em thử nhìn xem giờ là mấy giờ rồi. Anh đừng có nói cái giọng đó với em. Anh thử xem em có gì sai khi đi liên hoan với đồng nghiệp một bữa không hả? Anh nói thử đi. Tôi sai lầm khi lấy phải con người hẹp hòi như anh. Đồ tôi. Anh dám. Mình vừa làm gì với cô ấy thế này? Về nhà bà ngoại nhờ bà trong vài ngày. Em muốn đi đâu đó một mình để suy ngẫm lại tất cả. Em đã sai ở điểm gì? Tại sao chúng ta không bao giờ tìm được tiếng nói chung? Chẳng lẽ để có được hạnh phúc lại khó đến thế? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết cô ấy đi đâu cơ chứ. Hoa ơi, về ăn cơm thôi con. Dạ vâng. Ăn đi con, chả mấy khi xuống đây chơi với chú và dì. Dì vẫn nhớ món ăn con thích. Dì nấu cho con ăn đây này, ăn nhiều vào. Bà cũng ăn đi, bà cũng thích món này mà. Nhớ dạo năm ngoái, dì thèm món canh cá khoai này lắm. Mà vùng này lại chưa đến mùa. Thế là chú của con đã đi gần 50 cây số để mua về cho dì đấy. Ôi trời ơi, bà nhắc làm gì? Thấy bà thèm ăn quá, cứ nói hoài về món ăn làm tôi nhức hết cả đầu. Nên phải đi mua cho bà chứ sao. Cái ông này thiệt là. Dì ơi, dì và chú rất hạnh phúc phải không ạ? Ừ. Giá mà con cũng được như dì. Con không được hạnh phúc sao? Dạ không ạ. Con thấy mẹ con kể, ngày trước dì có nhiều người theo đuổi lắm. Dì đã lựa chọn chú bây giờ. Mặc dù lúc đó chú bình thường về mọi mặt, so với những người khác thì thậm chí còn không bằng. Nhưng hóa ra dì đã chọn lựa đúng phải không dì? Trong hôn nhân không có đúng hay là sai đâu con, chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi. Chắc là do dì đã chọn được người phù hợp nên dì mới hạnh phúc như thế. Dù phù hợp hay không
thì dì cũng sẽ vẫn hạnh phúc thôi. Bởi hạnh phúc là do ta lựa chọn mà con. Mình có thể lựa chọn được hạnh phúc sao dì? Được chứ con. Làm sao có thể thế được khi mà hai vợ chồng con luôn bất đồng quan điểm. Mỗi khi đề cập đến chuyện gì thì đều cãi nhau hết á. Con có biết tại sao con lại thường cãi nhau với chồng không? Người ta cãi nhau vì muốn tranh phần thắng về mình trong mỗi lần tranh luận. Rõ ràng con đã không có sai đâu gì. Có thể là con không sai, cũng có thể cả chồng con cũng không sai. Chỉ sai trong cách lựa chọn mà thôi. Các con đã lựa chọn ai đúng ai sai thay vì lựa chọn hạnh phúc. Là sao hả dì? Trong cuộc sống hôn nhân, nếu con đã lựa chọn hạnh phúc thì việc ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Và một khi con đã lựa chọn hạnh phúc rồi thì đừng nhất nhất phải phân định rõ ai đúng ai sai. Dì nói đúng. Tại sao không chọn lựa một gia đình đầm ấm để hạnh phúc thay vì cứ lựa chọn việc phân định xem ai đúng ai sai? Em bị đâu thế? Sao lại tắt điện thoại? Em có biết là hành động của em rất trẻ con hay không? Chỉ biết bản thân mà không biết đến người khác suy nghĩ thế nào hả? Thế anh có bao giờ để ý đến suy nghĩ của tôi hay không? Trong cuộc sống hôn nhân, nếu con đã lựa chọn hạnh phúc thì việc ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Và một khi con đã lựa chọn hạnh phúc rồi thì đừng nhất nhất phải phân định rõ ai đúng ai sai. Em xin lỗi. Có lẽ em nên nói trước với anh thay vì bỏ đi đột ngột như vậy. Anh cũng có cái sai. Cho anh xin lỗi vì trót đánh em. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Từ nay có việc gì vợ chồng mình cùng chia sẻ với nhau một cách nhẹ nhàng được không anh? Anh cũng muốn như thế mà em. Giờ thì em đi tắm đi, còn anh sẽ nấu cơm. Ăn cơm xong mình cùng sang bà ngoại đón con về nha. Dạ vâng. Con sóc đi đâu rồi? Với 5 năm học nghiên cứu về chuyên ngành thổ nhưỡng cũng như những hiểu biết đang kể về hoa hồng, con tự tin là mình có thể xây dựng một trang trại hoa hồng ngay trên mảnh đất này. Quyết định rời bỏ phòng thí nghiệm để về quê mở trang trại hoa hồng là một quyết định vô cùng táo bạo, cũng rất mơ mộng, không biết sẽ như thế nào đây. Đương nhiên là con đã lên kế hoạch cụ thể, trồng hoa hồng để xuất khẩu, làm trà hoa hồng, cung cấp nguyên liệu làm nước hoa. Ở nước mình, mô hình còn khá mới nên sẽ có cơ hội phát triển. Cũng chính vì ít người làm theo mô hình này nên con sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Ba yên tâm, hãy tin là con trai ba làm được. Rồi, có gì cần ba hỗ trợ, con cứ nói với ba. Vâng ba. Chỉ là do thời tiết thôi, bà yên tâm. Con không từ bỏ đâu, con sẽ theo đuổi đến cùng cho xem. Từ mai, con sẽ đóng cọc, làm dạng cho hoa hồng và giăng lưới nếu cần thiết. Không thể vì một trận mưa mà bỏ cuộc được. Đúng vậy, cố gắng lên con trai. Cậu Thành ơi, mấy luống hoa hồng nhung bên kia sâu ăn cánh hoa. Nhìn thảm hại quá cậu ạ. Cậu qua mà xem kìa. Chỗ hồng phớt này cũng có dấu hiệu sâu bệnh. Chán quá. Tính ra lỗ vốn cậu ạ. Cậu xem đi, cậu đầu tư bao nhiêu tiền mà năm thì thiên tai, năm thì sâu bệnh. Hai lứa rồi đấy. Cậu xem có cách gì hay không. Chứ cứ như thế này á, e là không trụ được đâu. Có khi chỗ đất đó cậu Thành, đất đai ở đây quanh năm chuyên trồng khoai tây, cà chua rồi. Giờ chuyển qua trồng hoa, chưa canh tác đúng. Không đúng, đất này tôi đã nghiên cứu thổ nhưỡng kỹ lắm. Nó hợp với trồng hoa hồng mà. Hay là do lượng phân bón chưa hợp lý ta? Hay là cậu chuyển qua trồng khoai tây thử đi.
trồng khoai mà chăm sóc với đầu tư tốt như cậu trồng hoa thì chắc là bội thu rồi. Để tôi suy nghĩ đã. Con mời ba uống trà. Trà hoa hồng hả? Thơm thế. Trà hoa hồng nhung, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, có cái sản lượng không nhiều, còn chỉ đủ tiêu thụ ở một số điểm bán lẻ thôi. Thôi, bước đầu cứ tạm vậy, sau này sẽ phấn đấu phát triển dần dần. Tình hình là số tiền vốn đang thâm hụt, con đang không muốn nghiên cứu tiếp vì sợ tiếp tục thất bại. Thực ra thì con đang muốn chuyển hướng bà. Chuyển hướng? Con định chuyển sang trồng khoai tây. Trồng hoa hồng doanh thu thấp quá, một phần vì sản lượng ít, một phần vì hoa không hợp đất này, nên sâu bệnh nhiều quá. Con cũng mới nghiên cứu thấy thị trường nước ta, con phải nhập khoai tây từ các nước bạn. Tại sao mình lại không trồng khoai tây để bán? Con tính thế à? Vâng. Thế này đi, nhân lúc trà thơm cảnh đẹp, bà có một câu chuyện muốn kể cho con nghe. Vâng, con đang nghe bà nói đây ạ. Có một con hổ đuổi bắt một con sóc. Con sóc liền chui vào một cái lỗ cây. Cái lỗ cây chỉ có duy nhất một cửa. Nhưng ngay sau đó, có một con thỏ chui ra từ trong lỗ cây ấy. Con thỏ chạy như bay về phía trước, con hổ đuổi theo. Con thỏ leo lên một cái cây khác. Nhưng con thỏ ở trên cây, trong sự hoảng loạn, không đứng vững mà rơi xuống, rơi vào đầu con hổ đang ngẩng lên, khiến hổ hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng con thỏ cũng giải thoát được. Còn xem câu chuyện này có vấn đề gì không? Thỏ làm gì biết trèo cây ba? Còn gì nữa không? Một con thỏ sao có thể vì rơi xuống mà đập cho con hổ choáng váng được? Nó quá nhỏ so với thân hình con hổ. Hơn nữa khi con thỏ rơi xuống, kiểu gì con hổ cũng tóm được, không thể may mắn cho nó như vậy được. Những điều con phân tích trên không sai, vẫn còn thứ con chưa nhận ra. Còn gì nữa ạ? Đó là con sóc đi đâu rồi? Phải rồi, con sóc. Con hãy xem, con sóc là trang trại hoa hồng và đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì đều phải lấy mục tiêu làm trọng tâm. Chỉ có tập trung tất cả sự chú ý lên mục tiêu đó mới có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Rất nhiều người trong lúc phát triển sự nghiệp thường đem tất cả sự chú trọng đặt vào những mục tiêu nửa chừng, như những con thỏ, rồi bỏ mục tiêu ban đầu xa chín tầng mây. Thử hỏi như vậy có gọi là thành công hay không? Mới có 2 năm không nên nản chí. Kể cả sau này con có thất bại và nhận thấy mảnh đất này không trồng được hoa hồng, thì có thể làm ở những vùng đất mới, miễn là không rời bỏ mục tiêu của mình. Phải rồi, bà nói đúng. Con đã quên đi mất mục tiêu của mình. Trang trại hoa hồng mới đúng là đích đến của con. Cảm ơn ba nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.